Đây là màn hình thử phím. Thì đây là phím rút gọn nên là nó không có bên dãy phím số bên tay phải. Và các phím chết của nó chính là đây. F4, 5, T, G, B và phẩy phím cách. Và ở trên bàn phím thì sao? Trên bàn phím thì chúng ta thấy là ở tại các vị trí phím báo chết nó cũng tối đèn luôn. Rất đẹp. F4, 5, T, G, B và phẩy tắt đèn. Bàn phím cơ rất gọn, gồm có mặt bàn phím chính, dãy phím di chuyển và head, ngắn và gọn, thương hiệu Zero. Đây là bàn của chúng ta đã thử sửa nhưng mà chưa thành công. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Vừa nãy chúng ta đã thử rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ phím F4 rồi lên số 5R. Ở đây chúng ta sẽ nhìn theo đường mạch. Ở đây chúng ta sẽ có phím F4 đây. Bây giờ việc đầu tiên chúng ta xem vì lấm mất cột này thì điều gì sẽ xảy ra. Trước hết nhìn ở đằng sau mạch thì chúng ta thấy là cột này được liên kết với nhau bởi một cái chân đã được đi qua con diốt như thế này và nó nối tiếp xuống các cái chân khác. Đây, đi qua diốt nha, từ chân này đây. Theo cách gọi của tôi thì ta gọi đây là chân cấp. Chân cấp sẽ được đóng và đi qua diode. Nếu nhìn thấy có diode ngay lập tức ta hiểu luôn bên này là chân hồi tiếp để sẽ dẫn về IC. Thì sau khi nó đóng từ đây, đóng quay con diode này, nó sẽ được đi qua đường gom này. Cái đường gom này sẽ chạy qua tất cả các đường mạch đây nha. Đến phím số 5 cũng được đóng qua đây. Nó gom về đây. Đó, nó gom về đây. Gom về đây. Bây giờ mất cả một cái cột này nó chứng tỏ một điều là nó bị mất một cái đường dẫn từ đây quay trở về IC. Đó. Việc của chúng ta chính là phải xác định được cái điểm mạch của chân IC này từ mặt sau mà không cần phải nhìn mặt trước. Ở đây các cái switch của chúng ta tôi cũng chả biết nó là switch hàn hay switch cắm để chúng ta xem chân chúng ta biết. Nó dẹt dẹt đây, tất cả các switch này là được hàn trực tiếp nha. Các switch này được hàn trực tiếp mà nó không phải là switch cắm. Tất cả các chân được hàn trực tiếp. Và như vậy nếu muốn để xem cái đường mạch ở mặt phía trên là một điều khó khăn bởi vì chúng ta phải út toàn bộ thiếc của tất cả các chân này mới có thể nhổ được ra. Bây giờ để tránh không phải nhổ cái mặt trước này ra thì chúng ta sẽ tiến hành đo. Về nó đứt thì chúng ta sẽ đo làm sao từ cái mạch này ra. Bây giờ cái mạch này là bạn ấy sửa nhầm là hàn lối nhầm rồi cho nên là tôi sẽ bỏ nó đi. Đó, tôi sẽ bỏ nó đi. Trước hết mình sẽ bỏ cái phần đường mà bạn ấy đang nối nhầm này đi nhé. Ừ.
Bây giờ tôi sẽ nói với các bạn về phương pháp đo mà không cần phải tháo cái vỉ mạch này, cũng thế là không cần phải tháo cái mạch phía trước này để nhìn mạch. Bây giờ việc đầu tiên ta sẽ phải hiểu rằng là mỗi một cột này nó sẽ được nối với một chân IC. Thì để mà xác định được với một cái đường cột đã bị đứt thì sao? Đây, đường cột đã bị đứt, tôi đã đánh dấu bằng các điểm chấm này. Thì với đường cột được đánh dấu cái điểm chấm này, nếu chúng ta đo đến chân IC đương nhiên là sẽ không thông, bởi vì nếu nó thông nó đã không hỏng. Vậy thì sao? Vậy thì bây giờ việc đầu tiên chúng ta phải xác định nó thuộc chân nào. Muốn xác định được thuộc chân nào, chúng ta sẽ đo theo phương pháp loại trừ. Bây giờ tôi sẽ đo ở chân lân cận. Thì vừa nãy là tôi đã đo bao gồm có chân này. Đó. Chân này thì nó đã thông mạch với đây. Nó thông mạch với cái chân IC này. Đó. À, đó thông mạch này. Và ở cái chân tiếp theo này. Chân tiếp theo này thì nó thông mạch với chân này. Đó. Đây là quá trình ta sẽ đo dò với tất cả các chân và chúng ta đã tìm được như thế. Vậy thì tiếp theo chính là chân này. Nó sẽ thông với chân thứ hai này, đó. Và ở cái cột mà chúng ta đang bị hỏng này, nó sẽ thông với chân thứ ba. Bây giờ nó sẽ thông đến chân thứ ba này, nhưng nó đã không thông, như vậy nó bị đứt cái đường mạch này. Và bây giờ chúng ta biết chân IC rồi và biết đường mạch đang bị hỏng rồi. Việc của chúng ta chính là hàn một đường tắt từ đây đến chân IC này. Để hàn tắt về được chân IC này, cách hợp lý nhất chúng ta không phải là chúng ta hàn vào chân IC mà chúng ta sẽ hàn vào cái đường mạch nối với nó. Đây, nó sẽ nằm ở chỗ này. À, thì sao? Nó là thuộc chân thứ ba. À, chân thứ nhất, chân thứ hai, chân thứ ba. Ở đây chúng ta sẽ xem đường mạch này. Đường mạch này, đây chân thứ nhất nó sẽ nằm ở đây rồi. Đường thứ nhất nằm ở đây. Đường thứ hai, đường thứ ba. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cạo và hàn đường thứ ba này với chân âm của diode của cái cột đang bị hỏng nha. Đây là chân dương. Chân dương thì nó bao giờ cũng gần cái chân của số ít. Chân âm chính là đường về lối mạch chung. Tại sao chúng ta hàn vào chân âm? Bởi nếu không hàn chân âm thì chúng ta có thể cạo mạch này và hàn vào mạch. Sau đây chúng ta sẽ hàn, đây là chân thứ nhất. Chân thứ nhất nó nằm ra đây. Đây. Chân thứ hai, chân thứ ba. Chân thứ hai, chân thứ ba, đây nó là cái này. Tôi làm hướng dẫn chi tiết và có thể hỗ trợ từ xa nếu như mà bạn tự sửa bàn phím cho mình. À, các video tôi làm cũng đã rất chi tiết và tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Nếu như mà bạn không thể tự sửa được do thiếu đồ nghề thì tôi có thể sửa dịch vụ với giá rất là hạt rẻ để dành cho những người đã yêu quý đăng ký theo dõi kênh YouTube của tôi. Vậy hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video hữu ích và nhận hỗ trợ từ tôi. Đăng ký từ bạn khi bạn theo dõi kênh thì cũng là niềm cổ vũ cho VXN có thêm động lực để tiếp tục chia sẻ. Cảm ơn bạn. Và nhớ đừng quên chia sẻ video hữu ích cho bạn bè của mình. Chúng ta sẽ hàn nối từ điểm này vào chân âm. Đây, đây, đâu? Chân âm đây. Đó. Có bao nhiêu bí quyết về cách đo xác định và kể cả cách làm tôi đã nói hết đây rồi.
Cho nên tôi thật sự muốn chia sẻ đến các bạn. Đó. Tôi thật sự muốn chia sẻ đến các bạn để các bạn làm được. Đấy, thậm chí các bạn, nhất là các bạn chủ quán net nha, hoàn toàn có thể tự sửa phím cho mình. Căn cứ trên video để mà làm mà học. Tôi không có ý định kiếm ăn bằng nghề sửa phím, nhưng nếu như chỉ trừ khi các bạn trong trường hợp không thể tự sửa cho mình gửi đến thì tôi sẽ làm. Và nó cũng giống như là trong những trường hợp nào đấy, có những trường hợp tôi sẽ không sửa được, nhưng những trường hợp sửa được thì tôi sẽ đều chia sẻ đến với các bạn. Đây là một chiếc dây USB, dây của một con chuột cũ đấy, đã bị hỏng nha. Tôi sẽ dùng cái dây này. Nếu như chúng ta mà mở mạch trên kia để xác định được điểm đứt mạch thì chúng ta chỉ cần hàn một chút xíu ở đoạn cái đoạn đường mạch đứt đấy thôi. Còn đây là chúng ta làm theo kiểu không lật cái mặt kia để hàn nối mạch lên, chúng ta sẽ đi tắt. Đó, chúng ta sẽ nối tắt một đường như này. Tôi sẽ cắt đem một đoạn dây này. Đối với ở bên trên đường mạch này thì chúng ta sẽ sử dụng mỡ hạt.